Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video Phan Anh Business Marketing Vlog. Đây là một series mới mà chúng tôi phát triển để chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái bài học và những cái sự vụ lĩnh vực liên quan đến marketing và kinh doanh. Tôi làm nó với dạng vlog để cho nó tiện và dễ dàng theo dõi. Tất nhiên cũng có cái sự đầu tư đáng kể về mặt hình ảnh cũng như là về mặt slide. Các bạn hoàn toàn có thể xem những cái video này và nhận những cái slide và truy cập vào website cũng như là Facebook của chúng tôi. Hôm nay thì tôi sẽ trình bày với các bạn là 15 các quy tắc cộng cộng. Vâng, tức là sao lại cộng cộng? Bởi vì tôi sẽ có thêm những cái quy tắc riêng của tôi cho các bạn nữa. Bán hàng đỉnh cao nhất mọi thời đại. Và bản quyền của cái bài này đó là của một người đàn ông có tên là Jack Ma. Vâng, Jack Ma hay còn gọi là Mã Vân trong tiếng Việt. Thì ông là CEO của Alibaba và ông có rất là nhiều những cái câu nói nổi tiếng, những câu nói truyền cảm hứng trong sự nghiệp cũng như là trong quá trình kinh doanh và bán hàng. Và Alibaba là một cái tập đoàn công nghệ gần như có thể nói là lớn nhất, gần như có thể nói là lớn nhất của Trung Quốc. Và hiện nay tổng tài sản ròng của ông được ước tính khoảng 40 tỷ đô la. Vâng, và đọc về lịch sử của Jack Ma hay là Mã Vân thì chúng ta thấy là rất đáng khâm phục, đúng không ạ? Trước đây ông là một người đàn ông rất là xấu xí về ngoại hình, học rất là kém và thi rất là khó khăn mới thi được đỗ đại học. Và sau này ông đã đỗ đại học và sẽ trở thành một cái giảng viên dạy ngoại ngữ. Và trong một cái cơ duyên được đi dịch cho một cái đoàn công tác của chính phủ Trung Quốc sang Mỹ thì ông đã tiếp cận với Internet và Marketing thế giới. Và lúc đó ông đã nảy ra ý định là thành lập lên một cái trang web giúp mọi người bán hàng. Và đó là lý do tại sao ông đã xây dựng nên đế chế Alibaba và rất nhiều các giải pháp khác nữa. Vâng, cái bài học 10 năm quy tắc bán hàng đỉnh cao nhất mọi thời đại là những cái bài học của Jack Ma đã nói và chúng ta có thể tìm thấy ở trên mạng. Tôi xin phép nhấn mạnh đây là bản quyền. Nội dung của bài viết thì hoàn toàn là của Jack Ma và các cái cuốn sách đã dịch ra. Tôi thấy đây là một cái nội dung rất là hay liên quan đến việc bán hàng, liên quan đến việc kinh doanh và làm marketing thì tôi chia sẻ. Và tất nhiên tôi cũng có ghi rất là rõ đây là bản quyền của Jack Ma. Còn nội dung này được trình bày bởi tôi là giảng viên doanh nhân Nguyễn Phan Anh ở công ty PA Marketing. Các bạn biết rồi đấy, tôi là giảng viên đại học, giảng dạy bậc đại học từ năm 2008 tới nay tại một trường đại học lớn Hà Nội. Và tôi cũng không nêu tên để lý do là tôi muốn nói là cái video này, cái nội dung này, cái kênh này là hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cá nhân tôi, không đại diện cho bất kỳ cơ quan tổ chức nào. Và tôi chia sẻ những gì tôi cho rằng là rất tốt cho người xem, người đọc, cho những người làm kinh doanh, những người làm bán hàng, được không ạ? Vâng, và tất cả những cái nội dung đều phải có bản quyền, tức là tôi copy của ai thì tôi sẽ ghi rất là rõ, còn cái gì là của tôi viết, của tôi làm thì tôi cũng ghi rất rõ, đúng không ạ? Vâng, đặt câu hỏi là bạn có phải thực sự là một người mà bán hàng xuất sắc hay không? Tôi gọi là King of Sale, đúng không? Thế thì các bạn hãy bắt đầu với 15 cái nguyên tắc của Jack Ma và thêm 5 cái nguyên tắc của ông Phan Anh nữa. Cho nên nó có lý do là 15 cộng cộng. Ok, để không mất thời gian thì chúng ta sẽ vào luôn, được chưa ạ? Đầu tiên thì Jack Ma nói rằng là bán hàng cho khách lạ thì cần phải bán sự lễ phép, đúng không ạ? Với một cái ý tưởng như thế này, tức là nếu mà mình có những khách lạ, khách mới trong quá trình bán hàng online bây giờ, nhất là bán hàng trên Facebook, trên website thì hầu như chúng ta gặp khách mới rất là nhiều, chiếm đến khoảng 70-80% là khách mới, khách lạ, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta hãy lễ phép, chúng ta hãy tôn trọng, chúng ta hãy giúp khách hàng hiểu rằng là chúng ta là những người mà rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Rất là tôn trọng khách hàng, vâng, rất là chào đón họ. Đó, cho họ thấy cái sự nồng ấm qua từng lời ăn tiếng nói, qua từng đoạn chat, qua từng cách hướng dẫn, đó. Hoặc là nếu mà bạn bán hàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc là tại các siêu thị hay là tại các cái nhà hàng, đúng không ạ? Thì bạn cũng cần phải có một cái sự lễ phép, một cái sự chuyên nghiệp. Vâng, nhìn chung ở Việt Nam ấy thì khu vực miền Bắc là làm dịch vụ hay là thể hiện cái sự bán hàng thì tôi đánh giá là không được thực sự xuất sắc bằng khu vực miền Nam, đúng không ạ? Cái mức độ dịch vụ của miền Nam tôi cho rằng là nó có nhỉnh hơn một chút, đúng không ạ? Cái cảm giác nó rất là chuyên nghiệp. Đó. Lời khuyên thứ hai thì Jack Ma cho rằng là gặp khách hàng quen thì cần phải bán sự nhiệt tình. Vâng, tỷ lệ khách hàng quen ở trong các cái cửa hàng cũng như là những người bán lẻ, những người bán buôn
thì sẽ nhiều hơn, nhưng còn những người bán lẻ thì nó chiếm khoảng độ 30-40%. Vâng, sau này các bạn càng có nhiều khách quen thì các bạn càng có lời, bởi vì khách quen là cái lượng khách nó quay trở lại, nó mua hàng và chúng ta không phải trả tiền cho các cái chi phí quảng cáo và marketing nữa. Thì tôi nghĩ đây là cái điều rất là tốt, được chưa ạ? Vâng, thì các bạn bán hàng cho khách quen thì cần phải sự nhiệt tình, rất là chu đáo, rất là đôn đáo, chạy vậy đúng không ạ? Anh ơi, chị ơi, thậm chí là người ta mua một đôi giày mình có thể cho họ thử đến 10 đôi, 20 đôi, thử hết sức thoải mái. Thậm chí mình có thể là dạng cúi xuống, mình đi giày cho người ta đúng không ạ? Mình tháo tất cho người ta, mình cầm chân người ta mình đi vào, tất nhiên là mình phải xin phép đúng không ạ? Vâng, thì mình thể hiện cho người ta mình rất là nhiệt tình, chạy đôn chạy đáo, mình cho họ cái sự lựa chọn thoải mái nhất. Thì họ nghĩ sẽ đầu là ồ, cái con bé bán hàng này, cái đứa bán hàng này đúng không ạ? Cái bạn nhân viên này rất là nhiệt tình, rất là chịu khó đúng không ạ? Và đôi khi như vậy họ cũng rất là ngại nếu mà họ không mua hàng, và có khi họ mua để ủng hộ hoặc là để giúp đỡ cho cái bạn nhân viên đó đúng không ạ? Thì hãy làm như vậy đúng không ạ? Mình nhiệt tình trong cả công việc, trong cả lời ăn tiếng nói, trong cả nụ cười, mình đừng có tiếc người ta cái gì cả đúng không? Vâng, lời khuyên số 3, ông Jack Ma ông ấy khuyên rằng là gặp khách hàng gấp thì cần phải bán sự nhanh chóng, và tôi rất là đồng tình với cái khách hàng này, với cái lời khuyên này. Thỉnh thoảng thì tôi là khách hàng, tôi mua hàng cũng rất là nhanh, thì tôi thường nói rõ với những cái shop đó là anh rất là vội, anh muốn đi, anh muốn mua thật nhanh đúng không ạ? Vậy thì hãy tư vấn cho người ta thật nhanh, hãy bán hàng cho người ta và thật nhanh, cái bước chân của mình, cái lời nói của mình đúng không ạ, cái cách mình lấy đồ nó cũng nhanh chóng hơn, để cho người ta thấy rằng là mình đang rất là muốn phục vụ khách hàng đúng không ạ? Thỉnh thoảng khách hàng họ ví dụ như là họ vào họ mua một cái gì đó, họ đi sinh nhật hay họ đang có một cái sự kiện gì đó rất là gấp rồi, họ muốn đi ngay, thì hãy bán hàng thật nhanh cho họ, nhanh nhưng mà vẫn phải chính xác, nhanh không được ẩu đúng không ạ, nhanh nhưng mà vẫn phải nhiệt tình chu đáo, chứ không phải là lại xuề xòa gói cái này gói cái kia xong nhầm lẫn thì rất là bực mình đó. Thì chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Rồi, lời khuyên thứ tư thì ông Jack Ma này ông ấy cho rằng là với khách hàng mà mua hàng theo kiểu đủng đỉnh, tham khảo, họ cũng không có gì là vội vã, họ đi rất là ung dung, thậm chí họ bế con đi theo hoặc là họ vào chat nhát gừng nhát tỏi ở trên Facebook hoặc là trên web đúng không? Thì hãy bán cho họ bằng sự kiên nhẫn, họ hỏi gì mình trả lời, mình tư vấn, mình thường xuyên mình hỏi, mình chủ động đúng không ạ? Và mình đi theo họ, mình hỗ trợ họ để cho họ thấy cái sự kiên nhẫn của mình, cái sự lịch thiệp cũng như là cái sự nhiệt tình ở trước đó đúng không ạ? Và đôi khi cái khách mà người ta là khách vãng lai không có nhu cầu mua thì người ta lại trở thành có nhu cầu mua đúng không? Thí dụ như là đợt trước tôi đi du lịch ở Dubai, tôi đi qua cái chỗ phố bán vàng ấy, thế này tôi cũng chỉ đứng đấy để tránh nắng thôi, cũng không có ý định mua gì. Hay có hai cái anh chàng bán hàng thì không biết là người gốc Ấn Độ hay sao ấy, là thấy du khách đang lơ ngơ đứng đấy phát nào mời vào cửa hàng, rồi mời ngồi, tất nhiên là chúng tôi giao tiếp bằng tiếng Anh, mời ngồi đấy, sau đó thì lấy nước mát cho uống đúng không ạ, hỏi là mày có muốn uống trà uống nước hay uống đồ ngọt gì không, uống hoa quả gì không, và họ làm cho mình cảm thấy rất là ngại, họ cảm thấy rất là tử tế. Thế sau đó thì họ mới muốn là mày có muốn xem cái gì không, họ bày hết cái này ra là quần áo này, cái này nước hoa này, tinh dầu này, rồi đồ điện tử này, họ giới thiệu, họ nói là cái này rất là tốt cho sức khỏe, rồi nước hoa này rất là cuốn hút vân vân. Tôi là một cái du khách và đang đứng đấy để đợi đoàn để đi thôi đúng không, mình không có nhu cầu gì cả, thế nhưng mà họ giới thiệu rất là nhiệt tình, xong rồi họ còn choàng lên đầu tôi một cái bộ mà trang phục của người đạo Hồi ấy, và cái khăn đấy rồi cái áo đấy, họ nói là mày mặc cái bộ này vào trông rất là đẹp, trông rất là giống bọn tao thế này thế kia, cũng khá là vui. Thế sau đó thì họ họ kiểu cái ánh mắt của họ rất là năn nỉ là muốn là mình mua một cái gì đó ủng hộ. Vâng, và lúc đấy thì mình không thể nào mà mình cầm lòng được và mình buộc là phải chọn mua một cái gì đó nhỏ nhỏ làm đồ lưu niệm, nếu không thì mình cảm thấy mình rất là ái ngại với người ta, một cái sự nhiệt tình, một cái sự chuyên nghiệp, một cái sự khôn ngoan. Thì tôi đánh giá là họ đã thành công, tất nhiên là một cái đơn hàng nó cũng nhỏ thôi, khoảng 20-30 đô la gì đó mua một cái món quà đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái phương pháp bán hàng mà rất là thành công, và tôi đã chia sẻ cái câu chuyện đó từ lâu rồi, tôi đi Dubai thì cũng từ 2015 rồi đấy, thì tôi có viết, các bạn có thể tìm.
Lời khuyên số 5 đấy là các bạn gặp khách có tiền thì Jack Ma nói rằng là bạn phải bán sự cao quý. Bán sự cao quý tức là gì? Họ có tiền đúng không ạ? Thường thì người ta nói là có tiền thì có tất cả đúng không ạ? Những người có nhiều sự lựa chọn, họ cảm thấy mình tự tin, cảm thấy mình được phục vụ, cảm thấy mình rất hoành tráng, thậm chí là những người là đại gia có rất nhiều tiền. Vâng, thì hãy hãy hiểu rằng họ là người giàu có, họ có nhiều tiền và họ cần được đối xử ở mức độ đẳng cấp đúng không ạ? Ở mức độ là vượt trội, ở mức độ là phải tinh tế hết sức có thể đúng không ạ? Và để cho họ sự thoải mái, để cho họ sự tôn trọng ở mức cao nhất và đẩy họ lên đúng không ạ? Nâng họ lên, thậm chí là có thể nâng cao hơn những cái tầm mà họ không thực sự được như vậy đúng không ạ? Bán bằng cái sự cao quý, bán bằng cái sự tinh tế của mình, lời ăn tiếng nói thưa gửi đúng không ạ? Đưa cái gì cũng đưa bằng hai tay. Vâng em xin phép thế này, em vâng em xin phép thế kia thì tôi nghĩ rằng họ sẽ cảm thấy họ là thượng khách đúng không ạ? Vâng, và tất cả những cái lời ăn tiếng nói, tất cả những cái hành động mình đều phải có một cái sự tính toán, mình đều phải có một cái sự cân nhắc hết sức cẩn thận đối với những khách hàng này, bởi vì họ là những người mà có tiêu chuẩn cao, họ là những người có nhiều sự lựa chọn và thậm chí họ có thế lực đúng không? Thì như vậy các bạn sẽ bán được hàng đúng không? Lời khuyên số 6 của CEO Alibaba, ông ta nói rằng là gặp khách ít tiền, hay nói hơn, nói ông ấy nói rất là lịch sự là khách ít tiền. Mình nói đúng là cái từ dân dã tức là khách nghèo đấy đúng không ạ? Thì phải bán sự thực tế. Vâng, bán sự thực tế tức là gì? Họ mua những cái này là do cho những cái giá trị thực chứ không phải mua cho những cái viển vông. Thí dụ như bạn mua một cái túi LV 10.000 đô la thì cái giá trị ảo, cái đẳng cấp đúng không ạ? Rồi cái sự viển vông, cái sự huyễn hoặc bản thân nó cũng rất là cao. Thế nhưng mà người ta ít tiền, người ta mua một cái túi chỉ đơn giản này để đựng đồ, có giá là 300 ngàn, 500 ngàn Việt Nam đồng, tương ứng với khoảng 10, 20 đô la. Ok, thì rõ ràng là mình bán sự thực tế đúng không ạ? Cái túi này rất là bền, cái túi này không rách, cái túi này không hỏng, cái túi này đựng được nhiều đồ. Ý tôi là như vậy. Thế còn LV thì chắc chẳng ai nói như vậy, nó rất là bền đúng không ạ? Rồi nó đựng được nhiều đồ, người ta không đựng cái gì trong đấy ngoài mấy cây son, mấy cái đồ phụ kiện, ít tiền, mấy cái thẻ và một số đồ lặt vặt của phụ nữ kiểu như thế. Thì rõ ràng là những cái tiêu chí đấy nó hoàn toàn khác nhau. Rồi, số 7 tức là khách hàng mà chạy theo mốt thì phải bán sự thời thượng. Vâng, chạy theo mốt trong tiếng Anh người ta gọi là fashion. Vâng, tức là những cái người mà người ta fashion trending, tức là người ta muốn update những cái xu hướng mới nhất. Thí dụ như là về thời trang hay về công nghệ đúng không ạ? Hay là một cái cuốn sách mới nhất, hay là một cái điện thoại mới nhất, hay là một cái gọi là máy điều hòa mới nhất, cái gì cũng được nhưng mà họ luôn luôn up to date đúng không ạ? Họ luôn luôn là muốn là phải được tốt nhất, mới nhất, xịn nhất đúng không? Thì mình cần phải cho họ thấy đấy là cái sản phẩm của tôi là phiên bản cuối cùng rồi, phiên bản cao nhất rồi, không có phiên bản nào tốt hơn nữa đúng không ạ? Sự thời thượng, cái sự cập nhật đúng không ạ? Và cũng là cái sự tốt nhất đúng không? Ví dụ như này đây, các bạn đang nhìn thấy đây là cái máy MacBook này là bản LED 2019, tức là mới nhất. Sắp tới đây thì Apple sẽ cho ra cái bản 2020. Vâng, hay là cái điện thoại mà tôi đang sử dụng ở đây thì cũng là bản mới nhất iPhone Max Pro. Tôi ghi hình cái video này ở thời điểm là tháng 11 năm 2019. Thì với những người như vậy, ý tôi là khách hàng đúng không ạ? Họ theo mốt thì hãy tư vấn cho họ cái sự thời thượng, tư vấn cho họ những cái phiên bản cao nhất, đắt nhất, tốt nhất và xịn nhất, phù hợp với khả năng tiêu dùng cũng như là cái phong cách của con người họ. Và mình nhìn họ qua những cái lời ăn tiếng nói, qua cái cử chỉ, qua cái dáng điệu, qua cái khả năng mua hàng, qua những cái thiết bị họ cầm, qua những cái túi xách họ đeo đúng không ạ? Qua cái cách họ nói chuyện thì mình có thể đoán được họ là những người khách hàng như thế nào đúng không ạ? Lời khuyên số 8 của Jack Ma là gì ạ? Gặp khách chuyên nghiệp thì hãy bán sự chuyên nghiệp. Vâng, có những khách hàng họ rất là chuyên nghiệp, họ có sự học thức tốt, họ đi du học về, họ có nhiều tiền, họ có học vấn cao, họ cũng là một cái người bán hàng rất là chuyên nghiệp, thì mình hãy cho họ sự chuyên nghiệp đúng không ạ? Vâng, sự chuyên nghiệp được thể hiện qua từng bước, từng quy trình, từng giai đoạn, cũng lại từng lời ăn tiếng nói, từ trang phục, đầu tóc đúng không ạ? Chúng ta thấy là ví dụ như là các hãng hàng không hay là các hãng công nghệ thì họ rất là chuyên nghiệp, chúng ta nhìn thấy cái cách họ tiếp xúc cũng rất là chuyên nghiệp đúng không? Hay là tôi đến các cửa hàng gọi là Apple Store của Apple ở Mỹ đúng không ạ?
thì cái cách là gì ạ? Cái cửa hàng rất là đẹp, rất là trang trọng, rất là chuyên nghiệp, rồi nhân viên phục vụ cũng rất là chuyên nghiệp. Đấy, họ cho khách hàng cái sự đẳng cấp cũng như là cái sự chuyên nghiệp như vậy, thì khách hàng vào là chỉ có mua 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 và mua thôi. Đấy. À, gặp những cái khách hàng hào phóng thì Jack Ma nói rằng là phải bán sự trượng nghĩa. Vâng, cái này thì cũng hơi khó và hơi trừu tượng. Nhưng mà ví dụ như là những người mà người ta có xu hướng mua hàng rất là nhanh, người ta có xu hướng mua hàng mà dễ chịu, mua nhiều và lịch sự, đúng không ạ? Thì hãy tôn trọng họ, đúng không ạ? Hãy cho họ những cái cảm giác là họ xứng đáng được phục vụ, và hãy cho họ cái cảm giác là họ thực sự là một người rất là đáng tôn trọng. Vâng, cái từ trượng nghĩa này là một cái từ tiếng Hán mà dịch ra tiếng Việt nó khá là khó. Tôi nghĩ là khá là khó diễn đạt. Nhưng mà nếu mà hãy gặp khách hào phóng thì hãy nhớ rằng đây là ân nhân của mình, những người mà đang giúp mình tăng được doanh số, đúng không ạ? Và hãy bán cho họ thật nhiệt tình, thật cởi mở, thật cẩn thận, thật chăm chỉ, và không quên nói những lời cảm ơn. Và hôm nay em rất là vui gặp anh chị, em rất là vui và em cảm ơn anh chị rất là nhiều, đúng không ạ? Anh chị mua hàng thực sự là trong số các hàng em đã phục vụ thì anh chị thực sự là một người rất là hào phóng và một người mua hàng rất là dễ chịu. Em rất là vui, em rất là biết ơn, đúng không ạ? Đấy, bày tỏ cái sự biết ơn của mình đối với khách hàng thì họ cũng cảm thấy trong lòng cũng rất là khoan khoái. Tôi nghĩ vậy. Vâng, Jack Ma nói rằng là gặp khách hàng keo kiệt thì bán lợi ích. Cái từ keo kiệt ở đây có nghĩa là họ không sẵn lòng mua, họ tính toán, họ chi ly. Và có những khách hàng mà người ta cũng có tiền nhưng người ta mua rất là kỹ tính, và người ta cân đong đo đếm từng xu từng hào, thì hãy chỉ cho họ thấy cái lợi ích, cái giá trị đạt được trong từng xu từng hào mà họ bỏ ra, đúng không ạ? Và trong ngày nay những cái khóa học hoặc là những cái cuốn sách dạy về tài chính cá nhân hay là chi tiêu tài chính thông minh, thì xu hướng của mọi người là có xu hướng tiêu dùng là thông minh hơn, bớt cái sự ảo tưởng hơn, bớt cái sự hào phóng hơn, tính toán tốt hơn, thì mình nên bán cái lợi ích, bán cái giá trị cho họ. Hãy cho họ thấy cái điều đấy, nhất là đối với những cái khách không có tiền mà bán những cái đồ rẻ, đúng không ạ? Vâng, gặp khách thích hưởng thụ thì bán sự phục vụ. Câu này cũng rất là hay, phải nói là ông Jack Ma là ông ấy quá là kinh điển, đúng không ạ? Ví dụ như là những người ta nhiều tiền, người ta sành điệu, người ta có học thức cao, và người ta đã đi thưởng hưởng thụ rất nhiều các dịch vụ giá trị cao rồi, đúng không ạ? Ví dụ đi máy bay họ thường đi hạng thương gia, đi hãng không 4 sao, 5 sao. Ở khách sạn họ cũng thường ở 4 sao, 5 sao. Thậm chí là 6 sao, 7 sao như ở Dubai, đúng không ạ? Hay là họ ăn uống ở các nhà hàng có thương hiệu. Họ đi những cái đôi giày đắt tiền. Họ dùng những cái túi, những cái quần áo hàng hiệu cao cấp, chính hãng. Họ xài những cái đồ công nghệ đắt nhất, hoặc là những cái đồ trang sức đắt nhất, như là điện thoại Vertu, hay là đồng hồ Rolex, hay là đi một đôi giày hiệu Louboutin, hay là đeo một cái dây lưng hiệu Hermes, dùng một cái túi hiệu Gucci. Đấy là những người mà rất là đẳng cấp và họ thực sự biết enjoy, trong tiếng Anh tức là hưởng thụ đấy ạ. Thì mình cần phải phục vụ cho họ hết mình, đúng không ạ? Tôi rất là thích cái phong cách mà khi mình vào những cái khách sạn 5 sao hoặc là 6 sao thì họ cảm thấy là họ đem lại cho khách hàng cái sự thoải mái, cái sự thân thiện và nâng khách hàng lên. Đó. Thì tôi cũng có những cái cơ hội được đi nghỉ dưỡng ở những cái khách sạn rất là đắt tiền tại Việt Nam. Ví dụ như là Intercon của Phú Quốc chẳng hạn, nơi mà hiện nay rất nhiều các ngôi sao showbiz ở Việt Nam hoặc là ngôi sao showbiz thế giới đến đấy tổ chức đám cưới. Với một cái giá vé có thể lên tới khoảng 20-30 triệu cho một ngày đêm nghỉ ở một căn hộ ở đó, hoặc là một cái phòng ở đó. Thì thực sự là cái nhân viên ở đó phục vụ rất là tốt, đúng không ạ? Tôi đang lấy ví dụ để minh chứng cho cái việc như vậy. Hoặc là tôi đã đi những cái hãng không như Fly Emirates hoặc là Qatar, đấy là những hàng không 5 sao, thì đã được hưởng thụ, đã được nhận những cái dịch vụ cao rồi, thì đối với những cái người bán hàng khác thì nên phục vụ họ ở cái mức tiêu chuẩn cao hoặc là cao hơn nữa thì rất là tốt, đúng không ạ? Những khách này là những khách có trải nghiệm, họ có hiểu biết, họ thực sự biết họ muốn gì và họ thực sự muốn người bán hàng, người phục vụ mình điều gì, thì các bạn nên làm như vậy. Vâng, lời khuyên số 12 là khách hàng thích hư vinh hay còn gọi là sống ảo đấy, nói bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho nó dễ hiểu. Sống ảo thì
hãy bán cho họ sự vinh dự, đúng không ạ? Vâng, tức là tôi rất là vinh dự khi mà tôi được phục vụ khách hàng, được phục vụ anh chị. Vâng, có thể nói vui vui gọi là có thể hơi tâng bốc lên một chút, có thể đề cao quan điểm lên một chút, nâng tầm họ lên một chút thì họ sẽ rất là thích, đúng không? Vâng, cái lời khuyên số 13 đấy là với những khách hàng mà họ luôn luôn đặt ra rất nhiều các câu hỏi, họ bắt bẻ, họ hỏi rất là kỹ, thì thường những khách hàng này họ có cái xu hướng là họ đã biết chính xác cái thứ họ muốn mua. Thí dụ như họ vào họ hỏi là tôi muốn mua một cái máy MacBook mà bản LED 2019, 13 inch, RAM 16 GB, ổ cứng 512 và màu xám. Một cái câu hỏi như vậy, thường là dạ, khách hàng họ đã biết chính xác thứ họ muốn mua rồi, và bây giờ họ chỉ cần quan tâm đến những cái phần sau đó như là giao hàng như nào, bảo hành như nào, rồi đổi trả như nào, các dịch vụ khác như nào, vân vân, kiểu như thế. Thì hãy tư vấn cho họ thật cẩn thận, thật, thật tỉ mỉ, trả lời cho họ những cái thứ mà họ muốn, đúng không ạ? Hay là những người mà muốn thể hiện họ là người hiểu biết hơn thì hãy mình có thể lui lại một chút, đúng không ạ? Mình tư vấn cho họ một cách kỹ lưỡng. Đấy, bởi vì thực tế trong rất nhiều những cái ngành hàng thì khách hàng họ thực sự sành điệu hơn người bán hàng rất nhiều. Thí dụ như là ngành hàng bán xe hơi, có những cái người mà người ta có thể đã sở hữu đến cả 5 7 chiếc, thậm chí người ta đổi cả chục chiếc xe hơi rồi, thì rõ ràng là khách hàng người ta am hiểu về về sản phẩm hơn người bán hàng rất nhiều. Thì vì vậy họ có xu hướng là bắt bẻ, họ có xu hướng là đặt những câu hỏi rất khó, thì chúng ta cần phải có sự chuyên nghiệp, chúng ta cần phải có sự hiểu biết rất là sâu để tư vấn tỉ mỉ cho họ. Vâng, với những khách hàng mà hiền lành, nhẹ nhàng, dễ thương, từ cái việc là lời ăn tiếng nói của họ, từ cái cách họ chào hỏi nhân viên bán hàng, từ cái trang phục họ mặc, đấy, tất cả những cái hành động, cái động tác, cái lời ăn tiếng nói, cái khuôn mặt cử chỉ toát lên rằng là cái khách hàng này rất là nice, rất là tử tế, đúng không ạ? Rất là hiền lành và rất là tốt bụng, thì hãy hãy bán hàng cho họ bằng một cái sự biết ơn, bằng một cái sự thân thiện, bằng một cái sự đồng cảm, bằng một cái sự thấu hiểu. Thì họ sẽ cảm được và họ nhận được những cái giá trị như vậy, thì họ sẽ rất là hài lòng, đúng không ạ? Vâng, cái lời khuyên cuối cùng của ông Jack Ma đấy là với những khách hàng do dự, đắn đo nhiều thì hãy bán sự đảm bảo. Vâng, tôi cam kết rằng, tôi đảm bảo rằng, tôi chắc chắn rằng, và đưa ra những cái cam kết như vậy. Tất nhiên là mình đưa ra các cam kết thì phải vượt trội, và đưa ra những cam kết đấy là mình phải làm đúng, chứ không phải là bây giờ mình cam kết xong rồi đến lúc nó xảy ra mình lại không làm đúng cam kết. Người ta nói là gì ạ? Cam kết nhiều và làm nhiều hơn cam kết, thì đấy là cái câu mà dân sale rất là kinh điển. Hôm trước mà trước khi chốt cái máy tính, hứa rằng là em sẽ phục vụ anh trong vòng 24 giờ, chốt xong, chuyển khoản xong, gọi điện không thấy đâu, đúng không ạ? Thì rõ ràng là đấy là cái cách mà cháo trở làm ăn bố láo đấy. Thì thực ra hiện nay cái người Việt mình kinh doanh ấy thì cái tỷ lệ mà chuyên nghiệp cũng đang tăng lên rất là nhiều rồi, nhưng mà mặt khác thì ngoài ra thì cũng còn rất là nhiều người mà thiếu chuyên nghiệp, có xu hướng chộp giật rồi kệ, đúng không ạ? Không 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 cam kết rồi. Tại sao gọi là 15 cộng cộng, tức là hết 15 cái phần lời khuyên của ông Jack Ma rồi, bây giờ đến lời khuyên tiếp theo của ông Phan Anh, CEO của công ty PA Marketing, một công ty chuyên về lĩnh vực đào tạo, tư vấn và triển khai các giải pháp bán hàng, tăng trưởng doanh số, bán hàng online, quảng cáo trực tuyến, PR truyền thông trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông. Thì ông Phan Anh có tổng hợp một số thêm 5 cái lời khuyên nữa. Lời khuyên số 16 là rất nhiều khách hàng hỏi giá khi mà mua hàng online ấy, đúng không ạ? Mình chat nó sẽ hay hỏi là BN hỏi chấm, tức là bao tiền, bao nhiêu, hay là gì? Giá hỏi chấm. Vâng. Thế thì cái như vậy rất là khó chịu, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn phải trả lời thôi, bởi vì khách hàng là như vậy, đúng không? Họ có một cái sự quan tâm nhất định. Vâng. Thế nếu mà khách hàng mà người ta hỏi giá thì lời khuyên của tôi là đừng nói về giá ngay lập tức. Vâng. Hãy nói về giá trị trước khi nói về giá. Bây giờ bạn bảo 500 nghìn, bảo 1 triệu, 2 triệu, bạn người ta không thể biết được như thế là đắt hay rẻ. Đó là cái gì? Thì bạn hãy nói một chút về sản phẩm, về tính năng, về đặc điểm, về giá trị, về công dụng, và so sánh với các đối thủ, cùng mặt hàng, cùng đơn vị bán. Đấy, để cho mình thấy rằng là mình có một cái giá rất là tốt, và dịch vụ của mình tốt, và
sau đó thì mình mới báo giá. Thì như vậy khách hàng nó sẽ có một cái sự liên tưởng, có một cái sự so sánh cân đối thì người ta mới biết là đắt hay rẻ, đúng không ạ? Thí dụ bây giờ tôi nói là một cái cuốn sách, tôi nói thí dụ thôi, một cuốn sách tôi bán như này, các bạn bảo tôi đang bán giá bìa là 250.000, thì các bạn bảo là sách gì mà đắt thế, đúng không ạ? Sách gì mà đắt thế, hay tận tận 250.000, thì tôi sẽ, các bạn sẽ thấy là như vậy là rất là khó để nói, đúng không ạ? À, sách của tôi dày 900 trang, in bằng giấy chống lóa, đúng không ạ? Bìa cứng rất đẹp. Vâng, và các bạn biết rồi, một cái cuốn sách như vậy mà theo giá thị trường mà chấp nhận được là các bạn sẽ lấy 450 đồng, 450 đồng nhân với số trang. Vâng, ví dụ như vậy nhân với 900 trang, 450 đồng 9636, thì cuốn sách này phải bán với giá khoảng tầm 400.000 thì mới là bán đúng giá. Bằng chứng là các bạn thấy có những cái cuốn sách mà nó chỉ có khoảng 100 trang, 120 trang, nhưng họ cũng đã bán đến 80, 100, thậm chí 150.000 giá bìa rồi. Như vậy thực ra họ đang bán rất đắt, bởi vì với một cuốn sách 100 trang mà công thức của ngành xuất bản ấy là lấy 450 đồng hoặc tối đa là 500 đồng nhân với số trang để ra giá bìa. Bởi vì một cuốn sách 100 trang in có khi chỉ hết cỡ khoảng 10.000 tiền giấy thôi. Đó. Thế thì như vậy khi tôi giải thích cho mọi người thì mọi người thấy là à, cuốn sách này rất là rẻ, đúng không ạ? Dày đến 900 trang và tôi co nó lại trong một cái cuốn sách là 500 trang kín nặc chữ với phông chữ nhỏ cách lề rất là bé, đúng không ạ? Bởi vì một trang của tôi thì bằng hai trang chữ của những trang khác, đúng không ạ? Và lượng kiến thức rất là mới, rất là cập nhật và rất là công phu. Vậy thì các bạn sẽ thấy là cuốn sách nó bắt đầu rẻ hơn rồi đấy. Tôi viết nó trong vòng 6 tháng, đúng không ạ? Viết liên tục, cập nhật mới nhất 2019 các công cụ marketing online. Ồ, thế thì nó sẽ rẻ. Thế thì ý tôi muốn nói là gì? Khi mà hỏi giá thì hãy nói về giá trị, nói về cái cách mình đã tạo ra nó để cho khách hàng người ta hiểu, rồi hãy báo giá. Chứ còn báo giá không ấy, thường là chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái là đã xem và không nói gì, đúng không? Ok, đấy. Với những khách hàng mà cộc lốc, đúng không ạ? Bao nhiêu? Giá, hỏi chấm, rồi chấm mút kiểu như thế, trên mạng online bây giờ nó hay có xu hướng như thế. Hay là vào shop hỏi bao nhiêu? Thì những cái khách như vậy là họ có xu hướng là họ cộc lốc, họ có xu hướng là họ không đi vào những cái giá trị về mặt giao tiếp là cần phải chuyên nghiệp, cần phải tử tế, cần phải đối xử với người khác thế này thế kia, thì cũng kệ họ thôi, đúng không ạ? Mình vẫn tiếp tục làm việc bằng cách rất chuyên nghiệp, là bán hàng bằng sự tận tâm, tư vấn lịch sự cho họ và nâng cao cái dịch vụ lên, thì thường họ sẽ cảm được cái điều đó sau đấy, đúng không ạ? Nên chào hỏi, nên cảm ơn, nên thể hiện cái sự quan tâm chi tiết đối với họ. Vâng, mình bán hàng cho nhiều kiểu khách hàng tại cùng một thời điểm thì lời khuyên là nên đối xử công bằng với tất cả các khách hàng. Đừng có thấy người giàu thì người sang mà lại sang đối xử xoắn suýt lấy họ và bỏ rơi những người nghèo, bỏ rơi những người mình cho rằng cảm giác là không có tiền. Và thực tế thì có thể những người bóng bẩy như vậy không mua hàng nhiều bằng những người cảm giác không có tiền đâu ạ. Vâng, thì mình phải 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 có một cái sự đối xử công bằng, đúng không ạ? Và cùng một đẳng cấp, cùng một tiêu chuẩn với tất cả các khách hàng. Đấy. Nếu bạn có một cái sự ưu ái dành cho khách VIP, đúng không ạ? Hay là khách VVIP thì cần phải có các cái chính sách cụ thể và áp dụng một cách công khai. Ví dụ như các hãng hàng không nó sẽ có là gì ạ? Lối đi riêng dành cho khách ưu tiên và lối đi khách hàng phổ thông, thì đấy gọi là sự phân biệt đấy ạ. Vâng, hoặc là họ sẽ làm là gì ạ? Họ sẽ chia khoang ra ABCD và các hạng vé sẽ lên trước lên sau để thuận tiện cho cái quá trình sắp xếp đó. Và đối với cái việc mà làm dịch vụ thì các bạn cũng nên chú ý ưu tiên những người phụ nữ có thai, người già, trẻ em. Vâng, nhưng mà phải ưu tiên về mặt dịch vụ và chăm sóc, bởi vì đây là cái người mà có thể họ sẽ không mua hàng nhưng mình vẫn cần phải chăm sóc tốt, đúng không ạ? Vâng. Lời khuyên tiếp theo là số 19 là bán hàng theo nhu cầu của từng khách hàng. Ý tôi muốn nói là có rất nhiều khách vào nhà hàng ăn gọi bừa phứa ra, đúng không? Thì có những cái nhà hàng họ rất là chuyên nghiệp và họ là gì ạ? Không, anh chị đi 2 người, anh chị đi 3 người, 4 người như này thì gọi như thế đủ rồi. Đừng gọi thêm, ăn không hết đâu, thừa, phí ra. Thì đấy, ý tôi muốn nói là gì? Không nên nhồi nhét hóa đơn, không nên nhồi nhét cho khách hàng mua quá nhiều, hay là không nên tư vấn cho khách hàng mua những sản phẩm mà họ thực sự không cần. Về mặt doanh số thì rất là tốt cho người bán hàng, tốt cho sale, tốt cho doanh nghiệp. Nhưng mà về mặt lâu dài thì đấy không phải là một phương pháp bán hàng tốt, thì các bạn cũng nên cân nhắc.
Vâng, và lời khuyên cuối cùng của tôi đấy là chúng ta phải bán hàng bằng sự tử tế. Bán hàng bằng sự tử tế tức là gì? Chúng ta phải tận tâm, đúng không ạ? Cần có đạo đức trong cái đối xử tốt với các khách hàng. Quan trọng hết là gì? Không bán hàng giả, không bán hàng nhái, không bán hàng kém chất lượng, không bán hàng vi phạm pháp luật, đúng không ạ? Không bán hàng kiểu như là cắt tem, cắt mác, trốn thuế đấy. Không bán những hàng không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ được phép cấp phép, vân vân. Không bán hàng hết đát, không bán hàng ôi thiêu hỏng, không dùng các hóa chất này kia. Tóm lại là phải bán những cái hàng tốt cho khách hàng, đúng không ạ? Không bán những cái hàng mà có siêu lợi nhuận, ví dụ như là nhập một bán giá 10, bán ra 20 thì thực sự là rất kinh khủng, đúng không ạ? Vâng, không nên như vậy, đúng không ạ? Không bán hàng nếu mà biết rằng là khách mua hàng sẽ lâm vào cảnh khó khăn, đúng không ạ? Họ phải vay nợ, họ phải vay lãi để họ đi mua cái sản phẩm này, mua cái dịch vụ kia. Hoặc là ở trên mạng đấy cũng có những cái diễn giả, đúng không ạ? Họ cam kết là gì, là cái khóa học này học xong là sẽ kiếm được tiền, kiếm được rất nhiều tiền. Thế là các bạn sinh viên hoặc những người không có hiểu biết là vay tiền để đi học, vay 20-30 triệu, 50 triệu, 100 triệu, đóng một cái khóa học 100, 200, 300 triệu, xong đó đi học và về không bán được hàng, nợ nần chồng chất. Và đối với người bán hàng thì như thế cảm thấy rất là hả hê, bởi vì tôi đã bán được hàng rồi, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền rồi và tôi thành công. Và tuy nhiên thì cái thước đo về cái sự thành công thì đôi khi nó cũng cũng khá là khó để nói về cái điều đấy, thì các bạn cũng lưu ý, đúng không ạ? Lời khuyên của tôi là bán hàng tốt, bán hàng chất lượng, bán hàng uy tín, đúng không ạ? Bởi vì cái việc bán hàng của chúng ta còn diễn ra rất là lâu dài, chúng ta còn trẻ, chúng ta còn bán hàng tính bằng năm, bằng chục năm nữa cơ. Cho nên sự tử tế đấy rất là quan trọng, bởi vì mình bán hàng trong một số sản phẩm nhưng mình cũng là khách hàng trong hầu hết các sản phẩm. Thế nếu mà mình mà bán hàng đều thì mình cũng đi mua phải những hàng đều. Hàng đều thì mình ăn vào người, mình uống vào người, con mình ăn vào người, con mình uống vào người thì rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Xã hội sẽ đạt được cái điều gì khi mà tất cả mọi người đều buôn gian bán lận, tất cả mọi người đều bán những hàng giả, hàng kém chất lượng như vậy? Và cuối cùng là xã hội sẽ đi xuống, sức khỏe của con người sẽ bị tàn phá. Thì cái đấy thì tôi nghĩ cũng hơi xa một chút, nhưng mà lời khuyên của tôi là các anh chị hãy bán hàng bằng sự tử tế, đúng không ạ? Vâng. Và quảng cáo một chút thì tôi có cái khóa học dạy kỹ năng bán hàng, tên nó tôi đặt là King of Sale, tức là vua bán hàng đấy. Và cái khóa học này là một cái khóa học trực tuyến qua video, nếu mà các bạn cũng muốn học rất là rẻ thôi. Gồm hai khóa dài 65 video, bài học rất là dài, rất là kỹ, rất là chuyên nghiệp, bao gồm cả những cái video các bạn đang xem như này nữa, đúng không ạ? Bài bản và chuyên nghiệp. Và các bạn muốn học bán hàng online thì cũng có khóa học khởi nghiệp trên mạng internet, có học bán hàng trên Facebook, bao gồm các cái khóa học video này, theo lớp này, hoặc là đào tạo theo yêu cầu in-house tại doanh nghiệp này, hoặc là dạng đào tạo qua live stream, đào tạo qua phần mềm EduTech, tức là các nền tảng giáo dục trực tuyến, vân vân, thì đều có. Cái học phí thì cũng rất là rẻ thôi, vì tôi học phí tôi dạy đây là tôi dạy kỹ năng nghề nghiệp, tôi không dạy làm giàu, và tôi cũng không để cái mức học phí lên tới cả 100 triệu. Các lớp học phí của tôi chỉ vài triệu thôi ạ. Vâng, nhiều nhất thì cũng chỉ 20-30 triệu về cái tiền tư vấn thôi. Thì như vậy là rất là hợp lý cho các bạn, thì nó không tốn kém, và học đúng chuẩn kỹ năng bán hàng, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quảng cáo, chứ không hô hào, không đẩy cảm xúc, không đa cấp gì cả. Ok, mọi chi tiết là xin liên hệ số điện thoại 0989 623 888. Số này tôi đã dùng từ năm 2006 đến bây giờ, không đổi, yên tâm đi ạ. Website pamarketing.vn, PA là tên tôi. Facebook cá nhân của tôi là Facebook Phan Anh Online, và Gmail của tôi cũng là Phan Anh Online. Ok, nếu mà các bạn thấy video này hay, chất, thì các bạn hãy bình luận, hãy chia sẻ và hãy thả tim, hãy bấm like để ủng hộ cho chúng tôi tiếp tục làm những cái business marketing này, các cái video bài học như thế này. Và có thể là share và bấm sub kênh, bấm like page cho chúng tôi để được ủng hộ chúng tôi, được không ạ? Vâng, tôi chia sẻ video này hoàn toàn miễn phí và giúp cho các anh chị nhận thức thêm một số những cái kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm để các anh chị có công việc kinh doanh của mình trở nên tốt hơn. Một lần nữa, xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.